Nhiệm vụ của người chơi đó chính là hai người đau lưng với nhau. Một người chạy lên đây lấy bất kỳ một cái con số nào đó nhìn đọc, nếu như vậy là không có số thứ tự. Còn nếu như cái ô nào có số thứ tự thì người còn lại đang đứng ở bàn này sẽ nhận được một ký tự tương ứng với số thứ tự đó. Sẽ có 3 gợi ý cho từ khóa này. Gợi ý đầu tiên Lập sẽ đọc trước khi trò chơi bắt đầu. Gợi ý thứ hai Lập sẽ đọc khi mà Lập có khẩu lệnh là dừng. Trong quá trình tham gia trò chơi thì chúng ta đang trong quá trình chạy hay như thế nào, mình phải dừng đúng cái tư thế đó để nghe gợi ý thứ hai. Và gợi ý thứ ba sẽ được đọc trong trường hợp khám phá được hết tất cả những ký tự rồi mà hai đội chơi vẫn chưa có câu trả lời. Nhớ nha. Bây giờ hai đội chơi cử một người lên chơi lượt đầu tiên. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Từ khóa này gồm có 13 ký tự. Gợi ý đầu tiên, một ca sĩ lấy nghệ danh là Trong. Trò chơi bắt đầu. Trời ơi, cái này hên xui may rủi lắm. Không luôn em ơi, về luôn. Không có luôn, về. Trời ơi. Ủa là chương trình có để số không? 12 ạ. 12, rồi. Trời ơi, các em ơi. Xin mời tiếp tục. Người ta có 12 rồi em ơi. 14 ạ. 14. 14, chỉ có 13 ký tự thôi, nó mất 14. Vậy là không có. 5 ạ. Ủa 5. Trời ơi, may mắn quá. Bỏ cái ly đó lại. Rồi, bỏ cái ly đó lại. Số 3 ạ. Số 3. 8 ạ. Số 8, hay quá, sao mà may mắn dữ vậy ta. Em ơi. Em ơi. Số 13 ạ. 13. Số 7 ạ. Số 7. Hay vậy? Sao may mắn vậy? Dừng. Không có gì hết trơn mà nhìn lâu vậy sao? Dừng. Tôi dừng luôn à? Đang dừng mà. Ủa vậy hả? Tôi đang kêu dừng mà. Ừ, nhìn tiếp đi. Khoảnh khắc này là lúc chúng ta đưa ra gợi ý thứ hai. Nếu như mà Lập đọc gợi ý thứ hai này rồi, hai bạn chơi còn lại nếu như có đáp án thì cứ việc bấm chuông trả lời. Gợi ý thứ hai, thực hiện dự án live tour diễn ra tại 5 thành phố của nước Đức trong năm 2024. Trò chơi tiếp tục. Trời ơi, cái dự án này cũng dữ dội lắm nha. Không có. Không có. Bị liệu. Không có. Không có. Số 4 à? Số 4 à? Không có. Không có. Tiếp luôn. Số 9 à? Số 9. Mình nhớ đưa cái mặt số ra ngoài nha. Không có. Không có. Tiếp luôn. Số 10 à? Số 10. Đại ơi, mình bóc khu vực khác ngay đây. Không có. Không có. Tiếp luôn. Không có. Không có. Nhiều khi là nãy giờ bắt chúng con cái đó bắt hoài á. Có một cái nha. Số 2 ạ. Số 2, hay quá. Không có. Còn 3 ký tự. 11 ạ. 11, hay quá. Còn 2 ký tự nữa thôi, số 1 và số 6 sẽ thuộc về đội nào đây? Không có. Không có. Dỗ đi Đạt. Số 1 ạ. Số 1, hay quá. Rồi, chỉ còn một con số nữa thôi, số 6. Số 6 ạ. Số 6, hay quá, tuyệt vời. Wow. Xin mời hai người chơi quay về vị trí của mình để cùng đồng đội tìm từ khóa. Nếu như cả hai đội chưa có đáp án thì chúng ta hãy đến với gợi ý thứ 3. Mọi người có đồng ý xem gợi ý thứ 3 không? Dạ chắc là đồng ý ạ. Và với gợi ý thứ 3 này, Lập sẽ đưa ra một cái luật chơi. Nếu như xem hình ảnh này, ai có đáp án cứ việc bấm chuông, Lập sẽ không đưa ra khẩu lệnh hết. Nó dựa trên cái sự nhận diện nhanh hay chậm của mình nữa. Và sau đây là gợi ý thứ 3. Xin mời xem màn hình. Trong thời gian qua, những điều kỳ lạ đã xảy ra ở thành phố này. Xuất hiện nhiều những dấu tích từ bạch tuộc khắp mọi nơi. Có nhiều người theo dõi sự kiện, có người cảm thấy phấn khích, có người cảm thấy... Có đáp án cứ việc bấm chuông. Hiện tại cơ quan chức năng điều tra... Ôi, trọng hiếu nè. Cũng trọng hiếu nè. Không phải. Trọng hiếu. Xin mời đội nóng bỏng. Đáp án của đội nóng bỏng là ca sĩ Trọng Hiếu.
Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Trời ơi, em nãy giờ em tìm Trọng Hiếu mà em nói ủa sao không có ký tự mà còn hai chữ ca sĩ ngoài trước nữa. Chứ em nhìn thấy Trọng Hiếu liền mà mới đổi nghi danh là Trọng thôi. Là thiếu hai chữ ca sĩ đó đúng không? Chữ ca sĩ. Đúng rồi. Đợi em làm cho em bị hoang mang anh ạ. Và với đáp án vừa rồi đã mang về cho đội nóng bỏng 5 triệu đồng. Xin chúc mừng.